Chào buổi sáng mọi người. Hà đây, Hà đang có mặt ở Đà Lạt. Và đêm qua thì Hà check in rất là trễ, cho nên là Hà không có ngủ được. Bây giờ thì mới có 6 giờ sáng thôi. Đây, đó. Mà Hà muốn đi ra ngoài để mà có thể ngắm được bình minh ở Đà Lạt buổi sáng như thế nào. Nhưng mà thực tế bây giờ thì rất là lạnh. Nó tầm khoảng là 11 đến 12 độ C vào buổi sáng sớm như thế này. Và thì không dám nói lớn bởi vì mình đi cùng với một cô bạn thân của mình. Và bây giờ thì cô ấy đang ngủ, cho nên là cái gì mình cũng phải làm nhẹ nhàng hết sức có thể. Chút nữa Hà đưa các bạn ra ngoài thì chúng ta sẽ nói lớn hơn nha. Ok, bây giờ thì Hà nghĩ là Hà sẽ đi đánh răng. Sau đó thì mình chắc là mình sẽ cho một chút kem gọi là dưỡng ẩm đi. Bởi vì ở đây nó rất là lạnh và cái da của mình rất là khô nữa. Ok, ra còn đây chính là cái ba lô của Hà. Thực sự là mùa này Đà Lạt rất là lạnh, lạnh kinh khủng khiếp, lạnh hơn những gì Hà tưởng tượng luôn. Cho nên là cái yếu tố mặc đẹp nó không quan trọng bằng cái yếu tố giữ ấm. Cho nên là bây giờ là Hà đem toàn là áo khoác với lại những cái quần jean dài thôi, cho nên cái ba lô của mình hơi nặng một chút. Và bây giờ thì chắc là Hà sẽ lấy một số đồ để mà mình đi đánh răng nha. Một số cái dụng cụ skincare của Hà thôi. Đó, mình có cái bóp đánh răng này, kem. Cái này là cái bóp. Cái này là cái bàn trải đánh răng, chút xíu nữa mình sẽ dùng cái này. Rồi, cái này là cái đồ trùm đầu á, trùm tóc cho mình đi tắm khỏi bị ướt á. Đó, còn ở trong này là cái này là tẩy trang với lại sữa rửa mặt. Đó, ba cái này. Rồi. Còn cái này là xà bông tắm. Còn cái này là chai dầu gội đầu. Đó. Còn trong này là cái bông tẩy trang. Hà bỏ trong này cho nó sạch sẽ. Đây. Đó. Bông tẩy trang. Quay lại mấy cái tăm bông. Rồi. Đó, đồ skincare của Hà có nhiều đó thôi. Bây giờ là mình sẽ đi skincare nha. Chút làm gì uống tha tay. Và sáng điện nay thì Hà sẽ review một chút xíu vào cái phòng homestay Hà đang ở luôn nhé. Đây, đây là cái chỗ Hà mới vừa rửa mặt xong nè. Đó, ở đây thì họ sẽ đặt hai cái chậu xương rồng khá là xinh xắn ha. Rồi, đây là cái tấm kiến, nhưng mà Hà nghĩ là cái tấm này nó hơi nhỏ. Nếu mà cái kích cỡ nó to hơn một chút xíu thì nó sẽ ấn tượng hơn. Rồi đây họ sẽ đặt cho mình một cái kem 3S. Còn đây là hai cái bàn chải, còn đây là bàn chải của Hà mang theo. Đây là cái lò rửa tay. Đó. Nói chung là Hà rất là ấn tượng mấy cái kệ gỗ ở đây, khá là xinh xắn. Rồi đây là cái bồn. Rồi ở trong này nó là nhà vệ sinh. Ok, bấm đèn lên. Ui lộn. Rồi đây. Đó, vô đây thì nó như vậy. Nói chung là Hà thích nhất là mấy cái kệ gỗ á, nhìn nó rất là mộc mạc, rất là dễ thương. Đó. Còn đây là cái vòi đứng để mà mình tắm nè. Rồi. Còn cái này là bồn vệ sinh. Rồi, hết ha, mình đi ra ngoài. Đây là cái không gian phòng chính của mình. Có cái cánh cửa ra vào, cái cửa sổ. Ở đây thì họ để một cái chậu hoa trên một cái bàn khá là xinh xắn. Và một cái ghế nữa. Rồi đây là cái giường ngủ thôi. Để che cái vách ngăn từ phòng vệ sinh ra thì họ đóng vào đây một cái lớp gỗ khá là xinh ha. Và ở đây nè, ấn tượng với hai cái móc này. Hai cái muỗng cũng rất là đáng học hỏi. Sau này Hà sẽ ăn cắp ý tưởng này về phòng của mình. Dạ, thấy là cái căn phòng này
chất diện tích của nó tầm khoảng 10 đến 12 m2 là cùng ạ. Nó rất là nhỏ, tuy nhiên là được cái rất là ấm áp và kiểu decor cũng khá là xinh xắn, cho nên nó hợp gu với mình nữa. Nói chung thì bây giờ Hà nghĩ là Hà sẽ chuẩn bị ra ngoài luôn và chắc mình sẽ không make up gì đâu, bởi vì cái gương mặt của Hà dạo này kiểu như mình bị dị ứng mỹ phẩm khá là nhiều, cho nên là nó cứ bị nổi mụn á, cho nên Hà cũng hạn chế make up nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ get ready rất là nhanh thôi. Ok, bây giờ thì Hà sẽ mặc đồ nhá. Nói chung đợt này Hà đi á, Hà không có điệu đà nhiều, Hà chỉ đem chủ yếu là quần jean áo thun theo kiểu là gọn lẹ thôi. Mình đi mình hưởng không khí lạnh là chủ yếu, chứ mình không có kiểu đi chụp hình á. Đây, Hà có cái quần jean này, rồi cái áo phông màu trắng rất là đơn giản à, chứ là một cái áo này, áo vest. Ok, mình chuẩn bị thôi. Go. Yeah. Bây giờ thì Hà có thể nói chuyện lớn được rồi. Thật sự đây cũng được xem là một cái thử thách của Hà đó, bởi vì Hà không thể nào chịu lạnh nổi đâu. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà Hà thức dậy rất là sớm, tầm khoảng 6 giờ hơn thôi, và đi trong một cái không khí lạnh bây giờ đó xuống tầm khoảng là 11, 12 độ C thôi. Và sáng như thế này cực kỳ lạnh. Trời ơi, chỉ cần gió thổi qua thôi là lạnh. Oh, hello, good morning. Bắt tay cái coi, bắt tay cái coi. Yeah. Hai chú chó ở homestay. Ok, bây giờ thì Hà sẽ đưa mọi người đi một vòng nhé. Hey, do you remember 20 something years ago, those cold nights in December and the sound of the falling snow, the fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of lust, shiny stars over. Just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt. Yeah, bây giờ thì Hà đang tranh thủ là chuyển một số cái file từ cái camera sang laptop, bởi vì cái dung lượng của Hà không còn đủ chứa nữa. Ok, Hà sẽ quay lại với mọi người ngay thôi. Bye bye. Hello, Hà đã ra ngoài rồi đây. Thật sự là cái homestay của Hà nó nằm ở phía dưới một con dốc, và bây giờ thì Hà đang leo lên cái con dốc này để đến cái trục đường chính, và mình sẽ xem thử cái toàn cảnh như thế nào, có xinh đẹp hay không. Bây giờ thì nắng bắt đầu lên rồi và không khí thì vẫn không giảm lạnh hẳn đi. Thấy cũng rất là hay ha. Nắng thì nắng mà lạnh thì vẫn cứ lạnh. Hà đang run, đang cống người cả đây. Giống như là Hàn Quốc vậy á. Nhìn cái con đường khá là chill. Phía dưới có xe chạy lên rồi nè. Lên. Bây giờ tập thể dục vậy á. Ở Đà Lạt thì mọi thứ rất là lãng đãng, chậm, và mình cảm thấy rất là bình yên. Trời ơi, lạnh quá. Bình yên thì có bình yên mà lạnh quá. Ok, bây giờ thì Hà sẽ quay toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đây là cái con đường chính, và mình đi tới đây thì mình có thể nhìn xuống cái dốc của homestay đây. Đây Hà tí ha. Và đây Hà đã phát hiện ra một vài bụi giả quỳ còn sót lại ở ven đường nè. Wow, rất là đẹp ha. Rồi, nắng đã lên rồi. Đã quá à. Good morning mọi người nha. Đây, ở đây thì mình có thể nhìn xuống, mình thấy cái homestay của Hà nè. Hồi nãy Hà đứng ở phía dưới, Hà quay phim cho mọi người. Bây giờ thì đây là ở trên cao ha. Wow, Hà mới thấy một cái cây hồng. Wow. Oh, đi về. Trời, nó sủa ghê quá à.
vào những ngày đầu tháng 12 như thế này mà các bạn lên Đà Lạt, chỉ để sống chậm lại một chút nè, lãng đãng với những cái tách trà hay những tách cà phê thì Hà bảo đảm là vô cùng tuyệt vời. Bởi vì cái không khí nó lạnh nhưng mà không đến nỗi là rét, cũng không đến nỗi là cắt da cắt thịt đâu. Lạnh rất là dễ chịu, nhưng mà đối với một đứa chịu lạnh không tốt như Hà thì ôi gió quá rồi nè, thì nó cũng là một cái vấn đề cho mình. Ok. Rồi, để chị nói với các bạn cái đã. Rồi, đi xuống. Trời ơi. Rồi, đi xuống. Rồi, đi xuống, biết rồi. Rồi, lát nữa chơi nha. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mỗi lần Hạ lên Đà Lạt như thế này đó thì Hạ thường không đi đến một số cái điểm du lịch để check in đâu, mà thường thì Hạ sẽ chủ yếu là hưởng cái không khí Đà Lạt là chính. Hạ thường đi vào những cái quán cà phê acoustic nè, hay là những cái quán cà phê mà theo kiểu nó hơi chill, hơi nhẹ nhàng như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản gì đó, để mà mình có thể có những cái bức ảnh rất là dễ thương và có một vài cái ly cà phê nóng thì quá là tuyệt vời rồi. Còn một số cái điểm du lịch chính á thì kiểu như là nó hơi đông đúc và kiểu thu hút nhiều người ấy, cho nên Hạ cũng không thích lắm đâu. Và thường thì ở homestay như thế này và kiểu mình sẽ thư giãn thôi là cũng đó. Quánh lộn. Rồi. Biết rồi. Ok. Biết rồi. Rồi, chút nữa chơi nha, rồi xuống, qua đây. Đi qua. Ok, rồi, để Hà nói cái đã rồi lát nữa Hà chơi. Yeah. Hà đã quay lại sau khi mà ổn định cái đội hình hết sức là lũng củng và lục đục. Nói chung là mấy chú chó ở đây rất là cute đúng không? Rất là dễ thương, thân thiện nữa. Và thường Hà lên Đà Lạt Hà cũng thường đi những cái quán cà phê theo phong cách là hơi Nhật Bản, hơi Hàn Quốc, khá là chill ở trên những cái triền đồi á. Sau đó mình nhìn xuống thung lũng quá là xinh xắn luôn á. Và nếu có dịp đi những cái quán cà phê đó, Hà hứa là sẽ vlog lại cho các bạn trong những video tiếp theo về những quán cà phê Hà thích ở Sài Gòn, ở Đà Lạt chứ. Còn bây giờ thì Hà sẽ đợi bạn Hà thức dậy và sau đó thì hai đứa sẽ có bữa ăn sáng đầu tiên tại Đà Lạt. Nhưng mà Hà nghĩ là mình sẽ để trong một cái vlog tiếp theo đi ha. Còn bây giờ thì Hà sẽ nói lời chào tạm biệt các bạn ở đây. Bye bye. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Ôi, lạnh quá. Bye bye nha. Old broke down torn bus and not a single cloud in the sky.